Xin kính chào quý vị. Hôm nay em chào đón quý vị đến với một số mã máy tính gọi là laptop, máy tính. Hiện tại ở đây em đang chuẩn bị giới thiệu đến quý vị có ba mã máy tính. Thật ra là một số mã em cũng đã giới thiệu rồi, nhưng mà lâu lâu lại quay lại một clip để làm mới, chứ không quý vị lại bảo đăng lại. Bởi vì là máy tính thì cứ nhập về thì cứ những dòng nó dùng nó vừa bình dân, nó vừa lành, nó vừa an toàn thì hay nhập, nhưng mà cứ nhập về mà lại đẩy bài lại thì quý vị lại bảo là bán không được hay thế nọ kia, nên lại đăng mới cho nó dễ. Mà đăng ở đây thì cứ đăng lấy 3 mẫu này thôi, chứ xếp đẩy ra làm gì, nó cũng không. Sau đây em giới thiệu đến quý vị ba mã. Hiện tại là hai mã này nhà, đây là chiếc laptop HP dòng Folio Ultra. Đây là HP dòng Ultrabook. Con này Ultrabook dòng này là dùng chip Core i5. Chip này là chip 4 số. Đây. Con này còn rất là đẹp. Con này là khách hàng đấy nhá, khách hàng vẫn còn tên Zalo khách hàng. Khách hàng muốn bán để mua âm thanh. Nói cho nhanh. Con này là dòng Folio đây này. Em nói là Ultra nhưng trước em đã nói là dòng Folio là tại sao. Bởi vì là laptop này là con này là dòng Folio đây. Nó là Folio 9470M. HP Folio. Thật ra là em chưa nhìn chữ Folio đâu, nhưng mà em trước em bán máy tính nhiều quá nên thấy nó em đọc quen mồm luôn. Đây, chỉ đây. Đây là dòng HP Folio 9470M. Con này còn rất đẹp, máy phải nói là siêu mỏng. Được chưa? Chỉ tầm 1 phân. Máy này của khách đang dùng. Đây là gọi là dòng máy, cũng là dòng máy bãi. Máy bãi đã qua sử dụng nhưng mà còn đẹp, còn mỏng, còn đẹp lắm. Cái đặc biệt của em nó là con này đây, về hình thức này. Em báo luôn nhá, giá khách yêu cầu muốn bán là 5,5 triệu. Được chưa? Để xứng đáng với 5,5 triệu không thì em sẽ giới thiệu cho quý vị một số chức năng. Một số tính năng cũng như cấu hình của con máy này. Về con máy thì đây, hình thức thì khá là đẹp. Máy đã làm đẹp rồi, đã đẹp. Bởi vì là dòng máy bãi mà, dùng thì chắc chắn là bền. Độ những dòng máy này thì bền, gọn, nhẹ. Folio rất là nhẹ. Đấy, wifi bắt mạnh, chất âm khá tốt. Được chưa? Bàn phím đây, tiếng Anh tất. Đấy. Về cấu hình này thì đây, đây tất cả là máy đang nguyên nhé. Máy đây là của kế toán dùng này, Misa này, nhé. Máy dùng kế toán, được chưa? Đây em cho quý vị xem cấu hình của con này luôn này. Con này RAM 4GB. Đây, RAM 4GB. Chip Core i5-3427U. Vậy là chip con này khá là cao. Quý vị có thể sử dụng được rất là nhiều tính năng, khai thác thoải mái. Và cái đặc biệt là con này lại đang chạy ổ SD với 120GB. Nguyên cái ổ SD quý vị mua 120GB bây giờ nó phải triệu mấy rồi. Nguyên cái ổ SD bây giờ nó có tiền triệu, phải triệu chứ chưa nói. Đây, về dung lượng của SD là 120GB, không cần phải mở ổ làm gì, quý vị nhìn tổng đây. Con này 58, con này 6 hơn 60GB, nó tổng 120GB. Được chưa? Đấy là cái ổ SD, đang chạy ổ SD luôn nhá, 120GB. Và con này giá khách báo bán là đúng 5,5 triệu. Bác nào lấy được thì alo. Đây là con HP Folio 9470M. Chưa? Đấy. Còn đây em qua cho các bác. 9470M. Đấy. Còn bên này. Bên này là con Toshiba. Để đây, để cho thử nốt cái tiếng âm thanh cho nó ngọt đi. 94 bên này là con con âm thanh khá là tốt nhé, hoạt động bình thường hết. Mọi chức năng hoạt động bình thường, quý vị ạ, hoạt động rất tốt nhé. Em tạm dừng ở đây. Sang đến con thứ hai. Con này HP này có giá 5,5 triệu nhé. Tiếp tục sang đến con Toshiba.
Con này là Core i5. Con này màn là 13. Hình như là con này 13 phẩy mấy, lâu lâu cũng không nhớ lắm, nhưng không được 14. Con này là 13 phẩy em bé, em cũng không nhớ lắm, bỏ bỏ laptop đến bao nhiêu năm quên, bỏ 3 4 năm. Con này thì màn 14 rồi. Con này nó chỉ màn tầm trên 13 thôi. 13. Con này cấu hình cũng rất là lớn, con này chip Core i5, RAM cũng 4 GB. Được chưa quý vị? Đấy, chip Core i5 này, RAM 4 GB. Và cái đặc biệt là con này màn rất là nhỏ gọn, thiết kế phong cách nhỏ gọn đây. Toshiba. Con này có giá là 4 triệu 8. Nhá. Rất nhỏ gọn. Cực kỳ nhỏ gọn luôn. 4 triệu 8 đây. Chạy Win 8 Win 10. Nói tóm lại là dòng này chạy Win 8 Win 10 thoải mái, kể cả con nào các bạn được, bây giờ Win nó chỉ là cài thôi. Còn những con này hỗ trợ chạy Win 8 Win 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 XP, Win 7, Win 8, Win 10 chạy được hết, Win nào em nó cũng yêu. Được chưa? Đấy. Con này với giá là 4 triệu 8. Được chưa? Em vừa tắt mất rồi, lại bật lại. Con này với giá 4 triệu 8 đây, Toshiba. Được chưa? Đấy. 4 triệu 8. Rất là đẹp. Được chưa? Chip Core i5, chip 4 số chứ không phải 3 số gì kìa. Tất cả chip 4 số, quý vị phải nhớ rằng là chip nó là có rất nhiều vấn đề. Có nghĩa là nhiều bác nghĩ con này đây nhá, quý vị nhìn nhớ nhá, chip Core i5 3340M, chip 4 số chứ không phải là chip 3 số. Các bác khi mua máy tính thì các bác phải chú ý nhá. Các bác chú ý, rất chú ý là khi đi mua ấy, thì người ta cứ nói Core i5, Core i7, Core i3. Nhưng các bác trong cái Core i3 ấy, Core i5 ấy, nó liên quan đến chip 3 số và 4 số. Ví dụ như con chip Core i7 mà nó chỉ có 3 số thì nó không thể bằng con chip Core i5 4 số này được nhé. Mà các quý bác thế. Nên là các bác đừng có nghe thấy cái i7 mà bác không biết cái đuôi số, cái đời chip của nó là bao nhiêu. Nói ra thì nó khác đấy. Về con này 4 triệu 8. Được chưa? RAM 4 GB. Để em kiểm tra nút ổ cứng cho nhanh. Vì là mà thôi con này nhìn thấy cái biết luôn, cần gì nó không qua đây 300. Tóm lại nhiều lắm, trung bình toàn ổ cứng 300 GB trở lên được thoải mái. Tiếp tục 200-300 GB. Tại sao là bây giờ là em nói là bây giờ những con máy tính này cái loại ổ cứng cơ thì ít nhất 250 GB trở lên rồi, nên những cái đấy đơn giản. Bởi vì là cái máy tính bây giờ nó không như cái máy tính ngày trước, là tất cả cái gì quý vị lưu ở trong YouTube video rồi clip ảnh. Bây giờ tại sao nó tiện như vậy? Bởi vì tại sao bây giờ tất cả ảnh nó đều lưu trên Google, YouTube, là ví dụ clip ảnh cưới, ảnh gia đình hay ảnh cái gì được, người ta toàn lưu trên mạng YouTube hết rồi. Nên là cái máy tính bây giờ nó, cái mục đích nó chỉ là lưu dữ liệu văn bản của quý vị là nhiều, chả lưu mấy, một số bản ca nhạc. Ca nhạc bây giờ nhiều người chả lưu bởi vì nó trực tuyến hết rồi, rất là nhiều bài hay. Con này có giá 3 triệu, chết 4 triệu 8, Toshiba. Đây em đọc mã luôn con Toshiba cho các bác nhé. Đây là con Toshiba R930U S3. Được chưa? Đấy, có giá là 4 triệu 8. Quá mỏng gọn. Tiếp tục sang đến con Fujitsu của Nhật. Đây là con laptop dòng Fujitsu của Nhật, một trong những dòng laptop rất là lành. Con này có cấu hình cũng khá là lớn luôn, RAM 4 GB. Được chưa? Em nó cấu hình khá là lớn, RAM 4 GB này, chip Core i3 nhưng nó tận đầu 4 cơ. Những con này chip Core i5 nhưng nó đầu 3 thôi, nhưng con này chip Core i3 lại tận đầu 4. Có nghĩa là nó đầu số 4, 4.000 mà các bạn nhìn đấy. Nó khác hẳn, nó cũng không kém gì nhau cả, không lệch nhau mấy. Đấy. Và màn con này cũng khá lớn, màn 14 đấy, màn 14. Đây là dòng Fujitsu laptop của Nhật. Con này dùng bàn phím được cả bàn phím tiếng Anh. Đây đây là bàn phím tiếng Anh rồi. Tại sao em lại nói bàn phím tiếng Anh, tiếng Nhật? Bởi vì là máy tính bãi rất là nhiều.
nhưng mà ít nhập, bởi vì tại sao? À, khi nhập nó dính cái bàn phím, nó có chữ tiếng Nhật nó loằng ngoằng này này, loằng ngoằng đây rất là nhiều, nó loằng ngoằng thì khi làm cho mình đánh nó rối. Ví dụ như cái ký tự, quý vị muốn ký tự ví dụ như là hiếp a còng chẳng hạn, như con này là quý vị nhìn thấy a còng ngay đây rồi, nhưng khi tiếng Nhật nó không có, nhưng thực tế nó vẫn dùng ship số a còng số 2 là a còng thôi, nhưng mà không phát hiện được nên nó rất loằng ngoằng, hoặc dấu chấm dấu phẩy hoặc dấu hai chấm, nó tự nhiên nó sẽ nó thành ra loạn bàn phím đấy. Chính vì vậy nên là những con này em thấy dùng phổ thông giá hợp lý nên em nhập. À, tiếp tục với con Fujitsu này, em vừa giới thiệu cấu hình rồi đấy, cấu hình của em nó rồi. Và giá con này ổ cứng của nó cũng 250 GB đấy. À, giá của con này 4,8 triệu đây, hàng quá là đẹp luôn nhé, Fujitsu hàng rất là đẹp, giá 4,8 triệu. Có thiết kế một logo điểm nhấn màu đỏ nằm viền đấy, 4,8 triệu. Còn đây máy đằng sau, máy mỏng nhé, rất là gọn, giá 4,8 triệu một chiếc. Quý vị nào có nhu cầu thì alo đến số điện thoại là 0911 169 961. Tuấn Long Thành Phú Thọ giao hàng toàn quốc. Cảm ơn quý vị.